Rồi. Cái lò van này nè. Cái lò van này là gate valve, nhưng mà cái này có thể remote được. Remote control. Này dùng bằng cơ khí. Đầu tiên á, là nó sẽ có một cái cơ cấu mà nó điều khiển tay van đây. Phần này mình sẽ tiện mấy cái trục nó lại. Mấy cái này là mấy cái universal có thể đổi hướng. Hai vị trí. Cái này là thứ là cái cụm tấm hàng xiên đét cho nó kín kín nước. Cái này là indicator nè. Hình view kia. Cái này thông thường mình lắp cho main đét. Các bạn thấy chưa? Này đi mất control, nhưng mà cái này á, thì chỉ dùng cho những khoảng cách ngắn thôi. Đơn sơ cơ, đơn giản thôi. Chứ những cái tàu hiện đại là người ta dùng remote bằng điện hoặc bằng khí hoặc bằng phi lực. Nói chung là tùy vào cái tiền mà người ta bỏ ra để xây con tàu, đóng con tàu thôi.